Chào anh em đến với video sang tiếp theo của Pháp nha anh em. Thì hôm nay Pháp lại đi làm clip với lá cao su nha anh em. Hồi nãy gần nhà mình có nhạc bản quyền nên mình không có giới thiệu nha. Ngay đây mình giới thiệu cho anh em xem nha. Thì đây là mẫu lá thiên ngân nha anh em, chạc 7.5, đầu chạc 20. Này, này mình bắn với thun ghi sai V5 nha anh em, bắn khổ 12-19-20 nha. Này bắn 0.65 anh em ơi. Rồi bắn V7 nha. Này anh em theo dõi hành trình của Pháp nha. Đây có cái bông sen rất là đẹp nha nè. Rồi, anh em có cần mẫu ná này thì cứ liên hệ số điện thoại góc trái màn hình của Pháp nha. Giờ này Hữu Pháp đi săn cũng 1 giờ mấy rồi anh em. Nãy mình đi 1 giờ chạy lên đây 1 giờ mấy rồi. Rồi, let's go nha anh em. Theo dõi hành trình của Pháp nha. Mình quay cho anh em còn anh em thấy con cá lóc không? Đang hồi lùi luôn anh em. Nó lội đó. Cá này nó có tặc nha anh em. Này chắc bị anh em xẹt quá. Nó đang mung luôn anh em ơi. Nó bị gãy xương sống rồi. Này thì mình không có bắt nha. Này mình bắn là ngay đầu là lụm liền nha anh em. Đây đó 2-3 mét. Nha. Đang kỉnh luôn. Cá lóc đúng cá lóc đồng luôn nha anh em. Đang kìa. Tạm biệt nha, cho mày sống đó. Đúng, ngay đầu. Đúng, ngay đầu này mà. Quá đẹp. Khỉ. Khỉ. Đây nè. Quá đã nè em ơi. Trời ơi, rất là tịch nha anh em. Trời máu quá. Đây nè anh em. Anh em thấy gì chưa? Tôi hú chà bá luôn nha anh em. Mình hơi che máu lại anh em ơi. Quá sung luôn anh em. Tôi hú này sung lắm nha anh em. Rồi, anh em có cần cái mẫu ná thiên ngân này thì cứ liên hệ số hộ góc trái mình của Pháp nha anh em. Đây là chạc 7.5, đầu chạc 20. Này mình bắn với thùng ghi sai V5 nha anh em. Khổ 12-19-20 nha anh em. Nè mình ép xuống 120 nha. Tại bắn 0.7 quen rồi, giờ bắn phòng lê lại 0.65 nó hơi giãn anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em. Rồi, anh em có cần thì cứ liên hệ số hộ góc trái màn hình của Pháp nha. Tiếp tục anh em. Đi cái đầu anh em ơi. Đi cái đầu anh em ơi. Lụm rồi. Ngáo mày nhìn thôi mày. Lên bồi đó con viên đó nè. Ngay đầu anh em. Chờ chú anh chứ hiếu nghe anh bồi cái nữa. Đường đó hơi lội quá đó. Con mềm bẹp. Chết rồi anh em. Rồi anh cảm ơn nha. Hơi lụm con mềm bẹp một cái. Đậu tà. Chị chảy không có tiêu luôn đi. Kìa anh em ơi. Để mình bội nó viên nữa anh em. Nó tỉnh rồi anh em ơi. Mới không chút xíu nữa chạy anh em. Thấy không? Mình bắn thêm viên nữa mới được. Thôi. Xíu nữa anh em ơi. Này mình bắn chân cái mỏ này nè. Trời ơi con mình bẹp nó bự. Trời bá luôn anh em. Ngáo ngáo nhìn mình hả. Lụm liền. Quá già, xanh luôn anh. Anh đầu xanh luôn. Nãy anh bắn trúng ngoài cái mỏ anh. Thôi, mềm bẹp nha. Tiếp tục anh em ơi. Yeah.
Các bạn ơi, rất là chú cung đây nè, đó có được đi xuống ngay cái đầu của vậy nè, thấy chúng nó bật ngửa xè cánh lộn lộn. Chỗ này mình làm được hai con của mini anh em ơi. Chỗ này chiều chạy ngoài đồng ta đi cắt mít với đi đồng quá. Rồi đâu rồi ta? Đây. Con mini ngay đầu thiệt anh em ơi, nó dãy nè, anh thấy em thấy không? Rồi, tiếp tục anh em. Nước quá đẹp, nước quá đẹp, lụm nha anh em, tú rồi anh em, tú hai nha, nó thiên ngân nha anh em, quá đã, hẹt chi mày qua bay, con đen nó bay qua, heo, quá đã anh em ơi, quá mập anh em ơi, tú mập lắm. Tiếp tục nha anh em. Có đã, anh em có cần mẫu thiên ưng này thì cứ liên hệ Hữu Pháp nha. Đây. Tô hú nè anh em ơi. Có đã anh em ơi. Có tô đây. Nước nước con cua cầm quá cả đá này mày, cua cầm nước nè, trời trời chết luôn anh em ơi. Em nha, thì Hữu Pháp mới hạ được con cua cầm anh em, anh bắn hồng lít nó hơi phút anh em không biết thấy rõ không nha. Đây cua cầm nè anh em. Rồi tiếp tục anh em ơi. Cùng mình đi. Nước. Nước. Một con cua mini nè, gọi nước không luôn. Con này rất ngọt đây. Đây. Cua mini anh em ơi. Chiều chạy túc kiếm vài con cua mini. Rồi tiếp tục nha. Tốt kiếm vậy anh con mini vậy anh em ơi. Gì sai với năm nha. Chết. Chết anh em. Anh em mình đụng nha. Quá đẹp anh em ơi. Mấy ngàn bắn cũng khó mà hụt anh em. Đây tầm đây qua đây tầm 10 mét thôi. Chú con mini anh em. Con này là con hứa N anh em ơi, rất là nhiều á. Con nào đậu chống chống mình sẽ quay nha, cho anh em xem nha. Còn khuất mình không quay nha nè. Nay mình kiếm mồi cái đám đãi ở nhà anh em ơi. Nó khá là nhiều. Chú cùng mình đi. Chạy không nữa ta. Con này gãy cánh lên. Con mình
Cùng đi nha anh em. Thôi tiếp tục anh em ơi. Vậy ta rớt chỗ này hai con nữa anh em. Cái ga dẫu gì để như này qua lỡ một câu cái nữa nghe cô. Sao trên đây kêu con lắm nè. Ở đâu nó kêu rồi chích bà rồi chích bà rớt lắm nhà anh em ơi. Rớt lắm nhà luôn rồi. Cho con leo lên đây lụm cu cái nghe cô. Dạ leo lên cái cây này khèo tới rồi nó nằm cái chân chỗ này không. Dạ dạ con leo lên cái me hả. Đây, chú cu mini nha nè. Rồi, chơi chơi. Đâu đó. Lại là cô mini dây điện anh em. Rớt. Rớt. Quá đẹp. Cô mini anh em. Cô đẹp cho anh em. Đẹp kê cho anh em. Lên dễ lòng nè. Trời ơi. Dưới này mà dưới nè. Cái bẹp vậy nè. Lấm. Trúng rồi. Ê. Cha 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 cha. Dạ Duyên. Đừng nhảy xuống nha con, nhảy xuống mắt anh em. Bẹp nha anh em. Bắt cái đầu. Thôi mình bò vô ngán cho nó chết luôn anh em. Mình chạy qua lầm anh em. Trời ơi. Quá xa anh em ơi. Rồi, chết luôn anh em. Anh em thấy không? Rất là bẹp đó. Quá xa luôn. Em chạy vòng bên kia mình lụm. Mình bò nó cái mình. Gì mà chưa chạy được anh em. Thôi nghe cái đầu anh em ơi. Tại tại gì mà nó tỉnh lại anh em, rớt cái nước nó thấy luôn. Ôi ôi. Ôi quá, quá trời ơi nó nặng anh em ơi. Quá. Mình bẹp này nó cả nửa ký vậy anh em. Trời ơi. Mình bẹp nó bự. Trời ơi nó chặt quá luôn anh em, nặng lắm nha. Thôi. Rồi chắc cái con cuối cùng luôn nha anh em. À, mình chạy về anh em ơi. Giờ này cũng trễ rồi, năm giờ mấy rồi. Rồi tiếp tục nha, mình bẹp nha, nãy mình bắn bên sông luôn anh em. Đây qua đây cũng tầm khoảng hai mấy ba chục mét á. Rồi. Này hôm nay bắn con bộ thứ hai anh em. Tại bộ kia mình nhảo mình mới thay nha chứ không có đứt nữa anh em. Rồi. Let's go anh em ơi. Quá nhiều mồi à.
Rồi hello anh em nha, thì hiện tại thì Hữu Pháp về nha anh em. Thì giờ này cũng gần 6 giờ anh em ơi. Lắm chim quá. Nay anh em mình đi bắn với test mẫu ná mới nha anh em. Mẫu ná thiên ngân nha, chặt 7.5. Và test thùng mới luôn nha anh em. Thùng ghi size B5 nha. Size 065 nha. Khổ 12 19 125 120 anh em ơi. Lộn, mình lộn nha. Rồi đây thành quả đây. Thì thành quả đây được hai chú tu hú, hai con mềm bẹp với một con cu cơm anh em, rồi với một đống cu mini đó, nhiêu đó chắc cũng còn tầm khoảng mười mấy 20 con cu mini nữa nè. Hay mình bào cu đó thì mình để đẩy đám nha nè, để đám với bên vợ mình. Rồi với này mình mặn, anh em có cần cái mẫu ná này thì cứ liên hệ số điện thoại góc trái màn hình của Pháp nha. Rồi anh em thấy hay thì cho Pháp xin một like, đăng ký kênh nha anh em. Rồi mẫu ná quá đẹp anh em ơi. Đây tụi hú, hạ tụi hú rất là ngọt nha. Này thùng ghi size B5 bắn rất là tốt nha anh em. Với hạ bị bẹp xa lắm, cu cơm nữa nè. Rồi anh em tạm biệt anh em nha. Thì hôm nay chắc Hữu Pháp không có làm ẩm thực anh em ơi. Rồi Hữu Pháp xin kết thúc video đây nha. Rồi hẹn anh em ở video tiếp theo.